Dương Dương, Triệu Lộ Từ bùng nổ visual trong Thả Thí Thiên Hạ. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Thả Thí Thiên Hạ đã nhả những poster đầu tiên công bố tạo hình của Dương Dương và Triệu Lộ Từ. Cả hai nhân vật đều mặc áo xanh, đứng nghiêng người giữa nền sông núi khiến khán giả thích thú. Không chỉ vậy, đoàn làm phim còn gửi tặng người hâm mộ hai đoạn video ghi hình cảnh thử vai của bộ đôi trai tài gái sắc. Và nhân dịp này, các fans cũng tranh thủ đăng tải những hình ảnh của cặp đôi nam nữ chính tại phim trường. Ngay khi poster được công bố, công chúng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của nam diễn viên sinh năm 1991. Dương Dương vẫn đẹp trai như mọi khi trên poster phim chính thức. Nam diễn viên trông ngày càng trẻ trung, sở hữu khí chất thần tiên rất hợp tạo hình cổ trang. Ảnh hậu trường của Dương Dương cũng đẹp không gốc chết. Nam diễn viên ngồi đọc kịch bản mà như thể nam chính Hắc Phong Tức đang đọc binh thư. Cư dân mạng càng không giấu nổi sự mê mẩn trước tạo hình trong bộ đồ đen cực kỳ thần thái. Tuy diễn xuất của Dương Dương luôn là tâm điểm tranh cãi, nhưng khó ai có thể phủ nhận được rằng Dương Dương có khả năng cân cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại. Thêm vào đó là cảnh hành động của Dương Dương được khen mạnh mẽ, dứt khoát. Chưa được thêm hiệu ứng hậu kỳ nhưng khán giả đủ thấy đẹp mắt. Dương Dương từng đóng phim cổ trang võ hiệp, Vũ Động Càn Khôn nên đã có kinh nghiệm với thể loại này. Bất ngờ nhất trong poster Thả Thí Thiên Hạ là diện mạo như thần tiên của nữ chính Triệu Lộ Từ. Cô mặc áo xanh, tóc buộc cao đơn giản kiểu giá trai, trông vừa tươi trẻ vừa đầy kiêu hãnh, đúng với tinh thần mà nhân vật Bạch Phong Tịch trong tiểu thuyết thể hiện. Góc nhìn trên poster đã giúp Triệu Lộ Từ che được khuyết điểm mặt to, từng khiến cô bị chê không hợp vai Bạch Phong Tịch. Với Triệu Lộ Từ, vai nữ chính trong Thả Thí Thiên Hạ đánh dấu sự chuyển hướng trong hình tượng. Khác với tuyết nhân vật hài hước, đáng yêu, ngốc nghếch mà cô từng diễn, nhân vật Bạch Phong Tịch có chiều sâu và mạnh mẽ hơn hẳn. Để phù hợp với tạo hình theo nguyên tác, Triệu Lộ Từ đã giảm cân, mặt nhỏ đi trông thấy. Trước đó, nữ diễn viên bị chê phèn, trông như nô tì của nam chính Dương Dương, không đủ khí chất để đảm nhận một nữ chính được yêu thích nhất trong các tiểu thuyết ngôn tình cổ trang. Trước đó, trang thông tin Youku cũng từng đăng tải đoạn video ghi lại cảnh hậu trường của bộ phim Thả Thí Thiên Hạ. Trong video có thể thấy hai diễn viên chính Dương Dương và Triệu Lộ Từ thoải mái trêu đùa nhau. Thậm chí nhiều người còn khẳng định tính cách vui tươi trong sáng của Triệu Lộ Từ đã cảm hóa Dương Dương bởi hiếm khi thấy anh vui vẻ tương tác với bạn diễn nữ như vậy. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Khuynh Linh Nguyệt, Thả Thí Thiên Hạ thuộc thể loại kiếm hiệp giang hồ quân sự. Theo nguyên tác, nội dung truyện xoay quanh hai nhân vật chính Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức. Bạch Phong Tịch là công chúa nước Bạch Phong, nhưng vì hoàn cảnh, nàng không sống ở trong cung mà hành tẩu giang hồ. Lớn lên bên nàng là Hắc Phong Tức, thế tử nước Hắc Phong, luôn khát khao ngôi vị hoàng đế. Trước khi trở lại hoàng cung với thân phận thật, Bạch Phong Tịch và Hắc Phong Tức nổi danh võ lâm, vừa là bạn vừa là đối thủ, hai người có mối duyên oan gia ngõ hẹp suốt nhiều năm. Khi tình cảm giữa hai người dần dần xác định, cũng là lúc cặp đôi bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu quyền lực, đẩy họ vào con đường buộc phải lựa chọn giữa tình yêu cá nhân hay thái bình thiên hạ.